có tâm một chút, người ta đâu phải là bảo là người ta buôn nước bọt, không phải. Người ta buôn đấy là đang buôn trí tuệ, người ta bỏ vốn, người ta có bỏ vốn, và nhất là cái công sức của người ta bỏ ra rất nhiều. Bây giờ để một dẫn một khách chốt được nhà của người ta thì một cái khách người ta phải dẫn rất nhiều nhà đấy. Một cái chủ nhà thì là có rất nhiều môi giới dẫn vào. Ông có nhìn được cái việc đấy đâu, cứ bảo người ta thằng này điên cướp à, đi buôn nước bọt đi buôn nước bọt à, lấy mà lấy của người ta 3%. Tư tưởng sai lầm. Alo chị ạ, em nghe ạ.